Thưa quý vị, thời điểm cuối năm, nhất là dịp cận Tết âm lịch, luôn là lúc các hoạt động buôn bán, kinh doanh mặt hàng xăng dầu, điện nước và vàng mã trở nên nhộn nhịp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để phòng ngừa hỏa hoạn, trong những ngày này, lực lượng công an phường xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý trong lĩnh vực vi phạm phòng cháy chữa cháy. Tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu, điện nước nằm trên đường Nguyễn Thị Định, quận Sơn Trà, mặc dù có trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy theo quy định, nhưng vật dụng, hàng dễ cháy để gần thiết bị điện, để hàng hóa che chắn lối thoát hiểm, nên đoàn kiểm tra cảnh báo và yêu cầu khắc phục ngay để đề phòng sự cố. Về cái được đầu tiên thì đa số các cơ sở đã tự trang bị cái bình chữa cháy tại cơ sở rồi, và nhiều người đã cũng ý thức được và biết cách sử dụng các bình chữa cháy. Hầu như là tất cả mọi người đã biết sử dụng. Còn một số điểm chưa được là Tết gần cái thời điểm lễ thì mọi người tập trung quá nhiều hàng hóa về cùng một lúc, dẫn đến là cái không gian và cái lối thoát hiểm là bị lấn chiếm rất là nhiều. Đáng lo ngại, hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh điện nước, vật phẩm thờ cúng nằm xen kẽ ngay trong khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ cao. Đặc biệt trong những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng hóa tiêu thụ tăng cao nên các hộ kinh doanh thường lơ là công tác phòng cháy và thoát nạn. Ông Trần Văn Cho, hộ sản xuất kinh doanh hàng mã cho biết, mấy năm trước trong thời điểm này, cơ sở của ông chứa vật dụng thờ cúng, kín cả căn nhà để bán lẻ, bán sỉ. Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp hơn nữa, công an phường thường xuyên đến tuyên truyền nhắc nhở nên gia đình ông chỉ làm ra, chở đi tiêu thụ trong ngày. Năm ngoái thì có nghĩa là công an phường đã có một cái hướng dẫn phòng cháy chữa cháy, có nghĩa là đối với từng hộ gia đình. Là quá trình mình làm là mình trong ngày là coi như sang cuối ngày là mình đi vô cho người ta, chứ không mình không có dự trữ ở trong nhà. Và đối với tổ dân phố như vậy thì cũng có mỗi hộ gia đình có mua một bình chữa cháy. Nhưng mà riêng đối với tôi là tôi làm cái mặt hàng dễ cháy, do đó là tôi cứ ba tuần như vậy tôi sẽ sắm ba bình đoàn hoàng. Mỗi tuần là như vậy là có một cái bình chữa cháy để đề phòng khi mà có hỏa hoạn xảy ra. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy ở cấp xã phường. Theo đó, mỗi đơn vị địa phương ngoài quân số hiện hữu được biên chế thêm cán bộ chuyên trách về lĩnh vực phòng cháy. Đây là công việc quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy, tạo nên móng vững chắc, kiểm soát tốt, đề phòng hỏa hoạn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.